Mến thưa các bác, mến thưa anh em, thì hôm đây là phòng hát của chú Hảo ở Thanh Trì các bác em nhé. Thì Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì. Và đây chú đang ngồi cùng anh em lắp đặt và nâng cấp bộ dàn hát của chú đây. Thì bộ cũ của chú gồm có một chiếc nâng tiếng, một chiếc Mixua UGX8 và một đẩy 4 kênh cùng một chiếc vang cơ. Thì hôm nay bên em đã hoàn thành đấu nối bộ nâng cấp của chú, gồm một con đẩy đẩy AAP này, 4 kênh này, XS9004 này, một chiếc đẩy DB Acoustic D5 này, một chiếc vang số CISO OS510, một chiếc quản lý nguồn MB Audio DB300 các bác em nhé. Thì hiện tại bên em đã hoàn thành đấu nối và tiến hành cài đặt. Sau khi cài đặt thì bên em sẽ thử nhạc và thử mic cho các anh em cùng nghe thử nhé. Thì đại ca Dũng đang tiến hành lắp mic RTA vào để cân chỉnh âm thanh. Phòng của chú rất là đẹp, nhỏ gọn và rất là xinh. 6 loa các em nhé. Phòng 6 loa là rất là hợp lý. 3 đôi loa, à thiếu đây là một con súp STG. STG bát 50. Sau đây xin mời các bác và anh em cùng theo dõi đoạn bên em test chất âm. Test chất âm của nhạc và tiếng mic các anh em nhé.
là chú đang hỏi gì rồi? 1 2 có những chiều thành phố bơ vơ. 5 6 1 2 2 1 2 ăn cơm mà ăn cơm không, cô chú lấy cho. Cô chú lấy cơm nhá, các cháu ăn nhá. Thôi ạ. Ăn cơm hộp nhá. Dạ vâng, cái gì vậy cháu? Cơm hộp không được, vâng cơm hộp với nhanh. Hai hộp cơm. Cha đã già rồi. Lòng con đi khắc đời đời ơn cha. Trời xa biến dầu bão la, làm sao sánh được tình cha. Nhìn lá vàng rơi, lòng con nghẹn ngào. Thương cha cả đời vất vả gian nan, mình cha lo lắng kiều mang, mẹ con mất sớm dở dang. Bao gian khổ cha vẫn còn nhớ ngày xưa mỗi khi chiều về, cha con nô đùa không trước nhà sau, hàng tre khóc chúc vườn rau, sợ con vấp ngã con đau. Mưa
trôi mà nghe chạy lòng. Linh cha đã còng tóc đã bạc phai, thầm than số kiếp quan ai, trời gieo chi tôi đắng cay, hay chỉ là phần số an bài. Thầm than số kiếp quan ai, trời gieo chi tôi đắng cay, hay chỉ là phần số an. Tiếng nhạc to cao to lớn tí nữa ở chỉnh ở kia vẫn lên được được đấy. Ạ ừ. Được ạ ừ, đấy. Đây là với cháu 28 chú có thể cho lên 35 được không? Ừ à. Nó chỉ được 35 còn nó vặn nữa, nó chỉ được 35. Đúng rồi đấy, chú thích là nó quản lý ví dụ như là người ta có mở ra thì chỉ cho nhỏ đi chứ không phải cho to được lên. Ừ đấy, chú yên tâm được đó. Các cháu ơi đấy, lấy dạ, vâng. Giờ thôi các cháu nghỉ ăn cơm đi. Lấy bia đây, bia đấy, mày, đấy bia với cả đá đây, cốc để chỗ nào. Sáu vị bà ngồi đây bà kiểm tra chất lượng cho các cháu xem ngay cho nó khoái rồi nó ăn cơm. Sang bên này nhá, ngồi đây nhá. Đấy, ngồi bên đấy. Cùng đi bao nhiêu con thương ra mặt trận, dặn biến thương chủ thương mặt bỏ ơi. Đường biến ngang với con chú mua tôi. Bao nhiêu con thương tuổi đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
6 7 6 7 1 6 7 8 alo. Ok chưa cô chú? Hát hay bay nhẹ đúng không? Nó phải mẹ bao tiền cho bao tiền cái giấy này. Bây giờ là đấy là cho cháu nói cô chú là